Kính chào quý vị. Thưa quý vị, sau 10 năm sửa đổi, dự án luật đất đai sửa đổi lại được đưa ra lấy ý kiến nhân dân lần thứ hai để khi ban hành luật này đáp ứng được những thay đổi từ cuộc sống, tạo ra môi trường thông thoáng hơn cho người dân, doanh nghiệp. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến hết thời điểm lấy ý kiến, Bộ này đã nhận được gần 8.000 góp ý của các tổ chức cá nhân trên cả nước góp ý cho dự thảo luật. Nội dung góp ý tập trung những vấn đề gì, cần làm gì để luật khi đi vào cuộc sống sẽ tháo gỡ những vướng mắc hiện nay. Chúng ta cùng bàn thảo về vấn đề này trong chương trình Góc nhìn với sự tham gia bình luận của các chuyên gia. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Và đầu tiên thì xin được cảm ơn ông Đính đã nhận lời mời đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời ông cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự của chương trình. Là người từng làm công tác quản lý và cũng tham gia công việc giảng dạy nên ông Sơn rất quan tâm đến dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tuy nhiên, vì đã trải qua nhiều lần được lấy ý kiến các nội dung khác nhưng lại không được ghi nhận, nên ông cũng không còn mặn mà với việc đóng góp ý kiến. Thời gian tôi làm việc ở cái ban quản trị chung cư, chúng tôi đã có những cái cuộc họp đối với Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có cái phòng quản lý nhà và công sở. Rất nhiều những cái đóng góp của chúng tôi về liên quan đến lĩnh vực xây dựng, liên quan đến quản lý, hầu như tất cả những ý kiến đóng góp đều rơi vào quên lãng. Đấy là một cái mà khiến cho nhiều người dân giống như tôi, họ cũng cảm thấy rằng là băn khoăn là có nên hay không nên đóng góp nữa. Rất nhiều cuộc lấy ý kiến về luật đất đai sửa đổi đã được tổ chức. Băn khoăn về dự thảo luật đất đai sửa đổi vẫn còn rất nhiều. Tuy nhiên, liệu những góp ý trên của các đại biểu có được ghi nhận, có được thảo luận kỹ lưỡng và đưa vào trong luật đất đai sửa đổi không thì cũng là câu hỏi của nhiều người. Mình ý kiến vậy thôi, nhưng mà có được hay không thì không thể biết được. Thực sự ra là họ làm theo quy trình thôi, có nghĩa là những họ tiếp xúc cử tri, rồi cử tri họ lại ghi lại biên bản đó, rồi họ ghi lại những biên bản đó rồi họ cũng để đó thôi, chứ họ cũng đâu có xác thực được là cái ý kiến của cử tri phường xã họ chuyển được về quận, quận chuyển lên thành phố, rồi thành phố tập hợp mặt trận hay là các tổ chức khác mới chuyển về ban soạn thảo của trung ương đâu. Thì theo tôi nghĩ là chúng ta nên luật hóa nó ra. Những đơn vị cơ quan được giao cái nhiệm vụ đó, họ thực hiện như thế nào, họ tạo điều kiện như thế nào cho những cá nhân, những tổ chức được tham gia góp ý sâu rộng, công khai, minh bạch, và ý kiến đóng góp của họ được ghi nhận, được tranh luận tại nghị trường hoặc là tại cái nơi mà lấy ý kiến đó một cách công khai, minh bạch. Thì như thế thì tôi cho rằng văn bản quy phạm pháp luật nói chung, các cái điều luật sửa đổi bổ sung văn văn mới khi mà xây dựng xong ban hành thì cái tuổi thọ nó mới dài, mà cái chất lượng nó mới đảm bảo. Lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về luật đất đai sửa đổi là thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng ta hiện nay. Việc lấy ý kiến này cũng là cách tập trung trí tuệ của nhiều người để hoàn thiện luật đất đai, một luật có tác động lớn đến cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm sao để việc này đi vào thực chất, chứ không phải chỉ thực hiện theo đúng quy trình. Có như vậy, việc lấy ý kiến toàn dân mới đạt được hiệu quả mà không lãng phí. Thưa ông, như chúng tôi cũng đã chia sẻ thì có gần 8.000 ý kiến của doanh nghiệp, người dân đóng góp cho dự thảo luật. Và ông nghĩ sao về cái con số này? Liệu có phải là sau 10 năm thì cái mức độ quan tâm cũng như là nhận thức của người dân liên quan tới tầm quan trọng của dự thảo luật đất đai sửa đổi gia tăng hay không ạ? Chúng tôi cho rằng luật đất đai nó ảnh hưởng khá nhiều đến các vấn đề của các hoạt động phát triển kinh tế xã hội cũng như là đời sống của người dân, thậm chí cả doanh nghiệp. Vậy luật đất đai sửa đổi lần này được sự quan tâm, chú ý của tất cả các cái cộng đồng, các cái hệ thống trong xã hội và nhất là người dân. Do vậy, chính phủ, nhà nước chủ trương là sẽ lấy ý kiến rộng rãi, trong đó có cả ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân để họ nhận thức được tất cả những cái vấn đề tâm tư, nguyện vọng cũng như là những cái vấn đề mà đã từng vướng mắc, trăn trở cũng như cái khó khăn của người dân, nỗi lòng của người dân, thì chúng tôi đánh giá đây cũng chính là một trong những cái. Thì rõ ràng luật đất đai thì ảnh hưởng tới mọi tầng lớp, kể cả doanh nghiệp lẫn người dân. Và rõ ràng là trong đời sống hàng ngày thì rất nhiều những câu chuyện, rất nhiều những mâu thuẫn cũng đã xảy ra. Và một trong những câu chuyện được người dân vô cùng quan tâm đó là khi mà có cái cơ chế bồi thường và thu hồi đất
khi mà nhà nước thu hồi đất của người dân thì có một cái điều xảy ra, đó là giá bồi thường hiếm khi và rất là khó để sát với giá của thị trường. Và khi mà dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này, liệu có tháo gỡ được cái khó khăn vướng mắc này không thưa ông? Câu chuyện này khó, rất khó, nhưng mà chủ trương của Đảng, của nhà nước chúng ta là vẫn phải quyết tâm để làm. Nghị quyết Trung ương 18 cũng đã muốn nói rằng là đất đai nó phải phù hợp với giá thị trường. Rất khó để xác định thế nào là thị trường, kỹ thuật nào để xác định nó từ những cái từng cái thời điểm mà đất đai được thu hồi và phải đền bù. Rất khó, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nó khó thì vẫn phải quyết tâm làm, bởi vì nếu không thì một cái gì đó nó không phù hợp lòng dân, nó không phù hợp với quyền lợi và lợi ích của người dân thì rõ ràng là người ta không ủng hộ. Vậy thì chúng ta cũng phải hướng đến việc làm thế nào để thỏa mãn cả mục đích phát triển kinh tế nhưng cũng không vì thế mà đánh đổi các cái lợi ích của nhân dân. Đúng là khi muốn lắng nghe nhiều ý kiến thì cũng đã có rất nhiều ý kiến trái chiều được người dân chia sẻ. Và có một cái câu chuyện nữa, đó là người dân cho biết rằng là có nhiều nơi họ sở hữu đất, ở trên đất và đóng thuế, thế nhưng mà đất lại vẫn không có sổ đỏ trong nhiều năm. Vậy thì theo ông, theo thiết kế của dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này thì có phủ đỏ được cái tình trạng đất không sổ trong nhiều năm? Đất không sổ trong nhiều năm nó cũng có nhiều nguyên nhân, trong đó các cái vấn đề xác định nguồn gốc, xác định vấn đề sử dụng, thời hạn, và có cả những vấn đề về việc chúng ta xây dựng các cái kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, phát triển kinh tế của địa phương. Và khi chúng ta sử dụng các cái kế hoạch và quy hoạch đó thì chúng ta cũng lại giao cho các cái doanh nghiệp, cho các cái nhà phát triển để thực thi các cái việc phát triển trên cơ sở của các cái kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất đó. Nhưng mà chúng ta lại cũng mà chưa có những cái quy định nào đó cụ thể trong cái việc giao, và đặc biệt là trách nhiệm nghĩa vụ của người được giao, cũng như là những cái vấn đề về thời hạn để người ta phải thực thi, rồi những cái chế tài đi theo chẳng hạn, dẫn đến việc là nhiều đơn vị, nhiều địa phương được giao đất theo đúng kế hoạch quy hoạch nhưng mà lại thực thi nó yếu kém, hoặc là có những cái mục đích nó cũng không đàng hoàng, mục đích có ghi chỉ để giữ đất, găm đất để chờ nó phát triển, nó sinh lợi, dẫn đến việc là nhiều cái quy hoạch mặc dù có rồi nhưng nó lại trở thành quy hoạch treo. Và khi đó thậm chí là cả việc cũng đền bù rồi, lấy đất của bà con, lấy đất sản xuất, lấy đất làm ăn của nhân dân, nhưng mà rồi cũng quây tôn để đó trong nhiều năm, trong khi người dân thì mất đất, không có đất để sản xuất, kinh doanh, làm ăn, doanh nghiệp thì giữ đất và cũng lại không tạo ra, bởi vì không thực thi dự án thì họ lại để đó và nó trở thành những cái mảnh đất hoang, cỏ mọc và nó không tạo ra sự phát triển, thì dẫn đến những cái sự chống đối, những cái sự khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. Đó là câu chuyện của người dân. Thế còn về phía doanh nghiệp, các doanh nghiệp trong Hiệp hội Bất động sản thì có kỳ vọng gì về những khó khăn vướng mắc được tháo gỡ trong dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này? Các doanh nghiệp phát triển bất động sản thì họ có nhiều những cái trăn trở lắm. Trong cái quá trình phát triển của họ thì nhất là trong cái giai đoạn hiện nay, bắt đầu các cái bộ luật của mình nó bộc lộ trong cái quá trình phát triển, thì luật không theo kịp cái xu hướng phát triển, cái xu thế phát triển, dẫn đến là nó có bắt đầu có nhiều những cái nhược điểm, nhiều cái mâu thuẫn và không theo kịp cái tốc độ phát triển đó thì nó trở thành là nó không phù hợp nữa, mà không phù hợp nữa thì dẫn đến cả những cái việc chồng chéo giữa luật này và luật kia, nhất là luật đất đai. Luật đất đai hiện trạng đang mâu thuẫn với khá nhiều các luật như là luật xây dựng, luật đầu tư, luật kinh doanh, luật nhà ở, vân vân. Thì nó đang có những cái mâu thuẫn đó, dẫn đến việc là các địa phương
không mạnh dạn phê duyệt cho các dự án phát triển. Bởi vì phê duyệt căn cứ vào luật này thì có thể bị sai luật kia, và không biết cứ sai thì đương nhiên là ông sai phạm và rất dễ bị xử lý. Cho nên hiện nay tình trạng này đang diễn ra gần như ở khắp cả nước. Theo thống kê của chúng tôi, có khoảng trên 1.000 dự án phát triển đầu tư hiện nay đang phải dừng chờ đợi cái sự phê duyệt, và khi phê duyệt thì lại phải chờ đợi các cái điều chỉnh của các cái quy định pháp luật để cho nó có sự thống nhất, để cho nó có sự phù hợp. Thế thì dẫn đến là rất khó để giải quyết. Và như vậy thì rõ ràng các cái luật mà đang chưa phù hợp nó lại liên quan rất nhiều đến cái luật gốc, thì chúng tôi gọi là luật gốc, đấy là luật đất đai. Do vậy thì cái việc mà chúng ta cần phải đẩy nhanh việc sửa đổi luật đất đai chúng tôi cho rằng là hết sức cần thiết. Nhưng cũng không phải vì việc mà chúng ta bắt buộc phải tháo gỡ để cho các dự án được tiếp tục chạy trong một cái bằng mọi giá, đúng không? Cứ phải phê duyệt cho xong. Thì chúng tôi lại cho rằng nếu như vậy thì chúng ta vội vã thì có thể sẽ lại dẫn từ cái sai phạm này sang cái sai phạm khác, và có thể cái sai phạm khác lại còn khó khăn hơn, nghiêm trọng hơn, thì nó lại càng làm ách tắc, càng tạo ra những cái rào cản lớn hơn cho các cái sự phát triển. Cũng liên quan tới câu chuyện này thì nếu như mà dự thảo luật đất đai sửa đổi mà để nguyên cơ chế hai giá đất thì sẽ phát sinh rất nhiều những vấn đề phức tạp, và từ đó thì cũng sẽ là nguyên nhân dẫn tới các khiếu kiện. Và tuyệt đại đa số ý kiến thì đều thống nhất cho rằng là nếu như chúng ta muốn tiếp cận được với đất đai thương mại thì nên thông qua cơ chế đấu giá hoặc là các sàn giao dịch. Ông nhận định sao về ý kiến này? Cái thứ nhất, chúng tôi hoàn toàn đồng ý việc là phải bám sát cái giá thị trường để tránh cái hiện tượng hai giá như hiện nay, đền bù bằng một cái giá thấp nhưng mà kinh doanh thì lại bằng một cái giá cao, thì dẫn đến người dân người ta không đồng thuận. Và một cái nữa là nhà nước đôi khi cũng lại có những cái sự thiệt thòi trong cái việc xác định là cái nghĩa vụ phải nộp thuế cho ngân sách. Và cái chủ trương mà đặc biệt là trong nghị quyết 18 cũng đã đưa ra là phải bám sát giá thị trường trong các cái việc liên quan đến sử dụng đất đai. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng cái khó của cái việc xác định giá thế nào là giá thị trường, thế nào và lúc nào, ví dụ ngày hôm nay có thể giá thị trường nó ở mức này nhưng ngày hôm sau có thể nó tăng hoặc nó giảm, vậy thì làm thế nào để chúng ta xác định được chính xác? Chứ nếu không ngày hôm sau giảm mà ông lại phê duyệt thấp hơn ngày hôm trước, cơ sở nào, lý luận nào? Thì câu chuyện đây là một việc rất khó. Quan điểm của chúng tôi, nếu trong cái dự thảo luật đất đai lần này vẫn dựa trên cái nền tảng là các cơ quan quản lý nhà nước xác định giá, thì chúng tôi nghĩ rằng là với vừa vai trò là chủ, xong rồi vừa vai trò là đưa giá thì và duyệt giá, nó vẫn có một cái gì đó rất khó. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cần những cơ quan chuyên môn, chúng ta phải xây dựng những cơ quan chuyên môn độc lập với các cái quản lý nhà nước. Họ có trách nhiệm, có phương pháp được quy định. Nhà nước chỉ quy định phương pháp thôi, và họ sẽ dựa trên cái phương pháp đó để họ đưa ra giá độc lập. Và trên cơ sở giá độc lập đó, nhà nước có những cơ quan thẩm định cái tính phù hợp của những cái giá đó. Sau đó thì trên cơ sở đó, nhà nước chỉ căn cứ vào đó để mà tính cái giá phải nộp thuế hay là đền bù. Thì chúng tôi cho rằng khi đó, tức là cái trách nhiệm quyết định cái mức giá không phải là quản lý nhà nước nữa, thì lúc đó nó mới giải quyết được câu chuyện. Chứ không, hiện nay chúng tôi cho rằng đang vướng mắc, các địa phương hiện nay không dám đặt bút phê duyệt giá. Trong số hàng nghìn dự án mà chúng tôi vừa nêu thì quá nửa số đó đang bị vướng mắc ở câu chuyện định giá để nộp nghĩa vụ tài chính với đất đai, nộp thuế với ngân sách và đền bù
cho người dân. Thế cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cần phải sử dụng một cái phương pháp rất độc lập, rất khách quan, nhưng có một quy định cụ thể và cái chế độ thẩm định cũng rất cụ thể, thì câu chuyện như vậy nó mới có khách quan và mới có thể tạo được những cái cơ sở để phê duyệt đã. Đền bù hai giá đất là vấn đề được nhiều chuyên gia, nhà quản lý quan tâm khi tham gia góp ý về luật đất đai sửa đổi. Bởi hai giá dễ gây nên sự so bì về hai mức giá bồi thường, làm phát sinh khiếu kiện. Các chuyên gia, doanh nghiệp đã đóng góp gì cho dự thảo luật này? Chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Một doanh nghiệp có dự án 8 năm chưa làm xong khâu giải phóng mặt bằng, lý do là không có được sự đồng thuận của người dân có đất nằm trong mặt bằng dự án, trong khi theo quy định hiện nay khó mà thực hiện được. Tôi 8 năm nay không làm được, vẫn bị sôi lỗ, chính vì người dân hiểu nhầm là cái giá của mình nó phải bằng cái giá thị trường. Cái sản lượng sản xuất bằng một trong ba vụ cao nhất của 3 năm trước thì đã nói nhưng mà không nói rõ là bao nhiêu, và phải làm cho mọi người hiểu trong luật là gì. Đây chỉ là đền bù hoa màu và nhà nước thu hồi đất. Đấy là cái ý mà chúng tôi muốn làm rõ, thì để cái giải phóng mặt bằng mới thuận lợi. Một số doanh nghiệp kiến nghị luật đất đai sửa đổi nghiên cứu việc không thu hồi đất mà cho phép người sử dụng đất thực hiện các dự án phù hợp theo quy hoạch. Người có đất phù hợp quy hoạch và quy định khác được đề xuất thực hiện dự án và có quy định để họ nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tôi muốn đề nghị là những người đang có đất mà đã phù hợp với quy hoạch và các cái quy định khác của pháp luật thì đề nghị cho được đề xuất dự án. Và có một điều quan trọng ở đây là giá trị kinh tế để người sử dụng đất đấy nộp bù cái tiền mà được chuyển mục đích ấy phải minh bạch và công bằng. Phát biểu tại hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về luật đất đai sửa đổi, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết dự thảo luật đất đai sửa đổi được tổ chức lấy ý kiến nhân dân là sản phẩm của trí tuệ tập thể của hệ thống chính trị, trong đó có sự tham gia rất tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, vấn đề đất đai cần tập trung vào phương pháp tính toán xác định giá đất, nếu không sẽ dẫn đến những hệ lụy phức tạp. Hiện có 5 phương pháp xác định giá đất nhưng rất khó chính xác nếu không tạo được cơ sở dữ liệu rõ ràng, thống kê đầy đủ giá trị, hoạt động kinh doanh, từ đó xây dựng bảng giá đất trong điều kiện bình thường và được cập nhật khi có biến động. Nên chúng tôi đã đưa ra những vấn đề là sẽ cố gắng lượng hóa như thế nào là điều kiện người dân sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đai, nói trắng ra là thu hồi đất đai. Đấy. Thì cái khái niệm thế nào là đền bù thế nào cho nó công bằng, thế thì lượng hóa thế nào cho nó rõ ràng được cái câu chuyện là chỗ ở thế nào là hơn, hạ tầng thế nào là hơn, cuộc sống thu nhập thế nào là hơn. Thì cái này chúng tôi rất mong muốn là các chuyên gia, mặc dù tôi đã cố gắng làm việc này. Phó Thủ tướng đề nghị các chuyên gia doanh nghiệp cần tập trung góp ý những nội dung liên quan đến hình thức thu hồi đất đai, nghịch lý hai chính sách và hai giá, nhà nước cần phải định giá, quyết định việc chuyển dịch đất đai, định hướng để quá trình chuyển dịch, những doanh nghiệp phát triển dự án và người dân thu hồi đất đều có lợi. Vâng ạ, thưa ông, cũng như là luật đất đai năm 2013 thì dự thảo luật đất đai sửa đổi năm 2023 thì tiếp tục quy định về việc là thu hồi đất để có thể phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích của quốc gia. Và cũng liên quan tới câu chuyện mà ông vừa chia sẻ, đó là lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân, thì nhiều ý kiến cho rằng là người dân thì nghĩ rằng là nhiều dự án ghi là phát triển kinh tế nhưng mà thực chất là để cho doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở bất động sản. Các doanh nghiệp thì lại cho rằng là nếu làm dự án bất động sản mà phải tự thỏa thuận giá đền bù với người dân thì khó mà triển khai được. Vậy thì ông nhận định như thế nào về ý kiến này? Cái quan trọng như chúng ta vừa mới phân tích nó nằm ở các cái khâu kỹ thuật. Chúng ta xác định được các cái giá trị thực sự của đất đai, của bất động sản. Ở các nước người ta có những cái chỉ số được tính toán dựa trên các cái phương pháp quản lý, dựa trên các cái giao dịch hàng ngày để người ta định ra những cái giá trị đất đai và bất động sản. Nhưng chúng ta hiện nay đang chưa có những cái hoạt động đó. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là để mà phân tích được chính xác cái đó thì đúng là cần phải có một cái những cái quy định các cái giao dịch như chúng ta vừa mới nói là nó phải thông qua những cái sàn giao dịch bắt buộc, và những cái sàn giao dịch này là cái nơi để mà theo dõi, cập nhật những cái thông tin để tránh những cái
việc giao dịch mua bán mà cứ có cái vấn đề hai giá như giai đoạn vừa qua đấy, thì nó là hai giá thì rất khó để xác định. Nó bán trên thị trường một giá này nhưng trong hợp đồng nó lại ghi một cái giá thấp hơn, thì rõ ràng nếu mà chúng ta chỉ dựa vào giá thấp hơn thì cái cách định giá nó sẽ không đúng với giá thị trường. Mà muốn để cho định giá đúng thị trường thì làm thế nào quản lý được việc đó, thì rõ ràng chúng tôi nghĩ rằng là bắt buộc phải quy định qua những cái sàn giao dịch, những cái nơi để mà giao dịch bắt buộc, và các cái nơi chốn này nó phải hết sức là được quy định chặt chẽ, chuyên nghiệp. Mọi giao dịch bắt buộc mà kê khai sai, trốn thuế, rửa tiền thì các cái sàn giao dịch này phải là đơn vị chịu trách nhiệm và có những quy định chặt chẽ, chế tài xử lý chặt chẽ, thì các đơn vị đó lúc đó nó sẽ không dám bao che hoặc là tạo điều kiện để lách luật. Và khi mà thu hồi đất từ phía người dân thì nhà nước sẽ giao cho doanh nghiệp để thực hiện dự án. Vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn đó là làm thế nào để cái quá trình này được diễn ra một cách minh bạch, tránh trục lợi chính sách, lợi ích nhóm hay là tham nhũng? Ở đây mọi vấn đề nó đều do các quy định cả. Quy định chúng ta chặt chẽ nhưng cởi mở và nó phù hợp, nó đảm bảo lợi ích của các bên, trong đó cả lợi ích nhà nước, cả lợi ích doanh nghiệp, cả lấy người dân, thì chúng tôi nghĩ rằng lúc đấy nó sẽ được sự hưởng ứng và đồng thuận. Và bên cạnh đó thì còn có một câu chuyện, đó là dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này được đánh giá là đã có những cái quy định tương đối chặt chẽ về việc là giao đất thông qua đấu thầu hay là đấu giá giao trực tiếp. Tuy nhiên thì vẫn còn có một cái số điểm chưa hoàn thiện. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái điểm chưa hoàn thiện này? Trong các cái quy định của luật đấu thầu, đấu giá thì chúng tôi cũng thấy rằng là có một số điểm, nhất là những cái việc mà quy định về diện tích phải đấu thầu, ví dụ như là phải là dưới 100 hectare hay là gì đó thì mới tổ chức đấu thầu, thì cái này nó lại tạo ra một cái sự khó khăn, bởi vì có những địa phương thì đất rất sẵn sàng, nhưng có những địa phương thì quỹ đất ở đâu ra nhiều như thế. Tôi nói như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh là những cái địa phương mà hiện nay không có nhiều quỹ đất. Bây giờ để tổ chức những cái dự án mang tính chất là cục bộ cho cái việc phát triển, thì các quỹ đất ở đặc biệt là trong các cái lõi đô thị, những cái quận, những cái huyện chuẩn bị để phát triển lên thành quận, nó không có nhiều quỹ đất mà cỡ rộng đến cả 100 hecta, rất khó. Thế cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là tự nhiên nó tạo ra một cái, trở thành một cái rào cản để cho các địa phương là khó thực thi. Và những các cái quy định khác thì chúng tôi nghĩ rằng là cần phải xem xét trong cái quy định của luật đất đai sửa đổi. Và như ông chia sẻ thì để tránh những cái khiếu kiện thì chúng ta nên duy trì cái cơ chế một giá, và đặc biệt là giá đất sát theo thị trường. Ông có thể chia sẻ thế nào là giá đất theo thị trường, và có phải là đến lần sửa đổi luật lần này thì chúng ta mới quan tâm tới điều này không ạ? Đúng là lần này chúng ta mới quan tâm. Trước đây chúng ta vẫn cứ xác định một cái khung giá thôi. Vâng, chúng ta đi theo khung giá, nhưng khung giá chúng ta thì lại luôn luôn thấp hơn rất nhiều so với giá giao dịch của trên thị trường. Và cái mấu chốt là làm thế nào xác định được giá thị trường, chính là cái giá mà thị trường đang giao dịch và được chấp nhận giao dịch, đấy là giá thị trường. Và muốn biết thế nào là cái giá thị trường đang được giao dịch thì chúng ta phải quản lý được các cái giao dịch đó trên thị trường, giao dịch phải đúng với cái giá thực người ta giao dịch, không kê khai gian dối, và cái cập nhật được những cái giao dịch đó. Bởi vì hiện nay trên thực tế, thứ nhất là các cái giao dịch chúng ta đang để tự phát, không kiểm soát được các cái giao dịch đó, đặc biệt là các cái giao dịch những cái hàng hóa đất đai bất động sản chưa hình thành trong tương lai, chưa có sổ đỏ thì rất khó kiểm soát, và kể cả có sổ đỏ thì cũng rất khó kiểm soát, và giao dịch thường là kể cả có công chứng thì công chứng người ta cũng không công chứng cái giá của các bên thương thảo, mà chỉ công chứng hiện tượng chuyển giao quyền sở hữu từ quyền sử dụng từ người này sang người kia thôi. Thế thì
câu chuyện như vậy là nó dẫn đến việc chúng ta không có cái gì để quản lý, không có cái gì dữ liệu để thống kê, mà muốn có các cái chỉ số như ở các quốc gia trên thế giới, người ta có chỉ số giá đất, chỉ số bất động sản, và các cái chỉ số đó được tính toán dựa trên các cái quản lý về giao dịch hàng ngày, đúng không ạ? Ngày hôm nay trên địa bàn này có khoảng 100 giao dịch, trên vùng này có khoảng 1.000 giao dịch, và các giao dịch này ở những cái phân khúc tương đương nó đang giao dịch mua bán ở một cái cỡ giá này, và họ đưa ra được cái bình quân giá, đấy chính là chỉ số, đúng không ạ? Nhưng chúng ta không quản lý được việc đó, và chúng ta đang để ngay kể cả trong giao dịch họ cũng kê khai nhiều mức giá, kê khai để nộp thuế là một mức, nhưng mà trao tiền cho nhau lại ở một cái mức khác. Như vậy là các bên nó cũng đang lách luật, bởi vì cái quản lý của chúng ta nó đang yếu, để trốn thuế thôi. Thì bán giá cao nhưng khai giá thấp, thì đấy là cái hiện trạng mà đang thực tế phổ biến ở trên cái thị trường giao dịch nhà đất bất động sản của chúng ta. Thế thì rõ ràng là bây giờ quy định pháp luật nó phải quy định chặt chẽ, đúng không ạ? Chỉ ra việc giao dịch này phải bắt buộc đi qua một cái cơ sở nào đó, ví dụ như sàn giao dịch, đúng không ạ? Và sàn giao dịch này có nhiệm vụ ông phải niêm yết cái việc trước khi bán, niêm yết cho chúng tôi thông tin pháp lý, tài liệu, cơ sở dữ liệu của cái bất động sản đó. Nếu ông mà kê sai thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm hai việc. Một là ông sẽ bị pháp luật xử lý. Hai là ông sẽ bị khách hàng xử lý nếu gây thiệt hại cho họ. Thế như vậy thì chúng tôi cho rằng họ không dám làm sai đâu. Quy định chặt chẽ thì cái việc giao dịch nó sẽ phản ánh đúng các cái thông tin giao dịch từ giấy tờ pháp lý, không có lừa đọc nhau ở trên cái sàn đó, tránh cái việc như là Alibaba lừa khách hàng, đúng không ạ? Dẫn đến những cái thiệt hại của người dân, bởi vì chúng ta chưa có quy định cụ thể. Thứ hai là nếu mà có cái việc không trung thực về giá giao dịch trên sàn, đấy, việc thanh toán phải thông qua đây, chuyển tiền phải qua ngân hàng, hai bên thanh toán với nhau và kiểm soát được cả cái việc phải nộp thuế bao nhiêu, thì rõ ràng chúng tôi cho rằng như vậy cái qua một cái cơ quan mà chịu trách nhiệm việc kiểm soát cái giao dịch đấy thì nó sẽ giúp cho chúng ta không bị thất lệch thông tin, rồi là kiểm soát các cái nghĩa vụ, đúng không ạ, với nhà nước, như tôi vừa nói là việc tránh trốn thuế, tránh rửa tiền, và nhất là chúng ta có được cái dữ liệu trên thị trường giao dịch mua bán thực tế là bao nhiêu. Qua cái đó chúng ta đưa ra được một cái chỉ số giá rất chính xác, và từ cái chỉ số giá đó nó sẽ giúp cho cơ quan quản lý nhà nước thực thi chính sách chỉ xác định đúng được cái giá trị của thị trường giao dịch của từng ngày. Thì cái này quốc tế ta làm được, thế giới ta làm được, thì chúng tôi nghĩ rằng là không có lẽ thì chúng ta không làm được, cần quy định cái đó vào trong luật đất đai. Thưa quý vị, sửa luật đất đai được nhân dân cả nước kỳ vọng khi luật ra đời không chỉ giải quyết những tồn tại vướng mắc mà sẽ tạo ra động lực mới, thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ nền kinh tế. Theo chương trình, dự thảo luật sẽ được bàn thảo tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 và dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15 diễn ra vào tháng 10 năm nay. Những ý kiến đóng góp của nhân dân sẽ là những thông tin quý báu cho ban soạn thảo trước khi Quốc hội xem xét dự thảo luật này. Vâng ạ, và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam với những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.